10 bàn thắng, 2 bàn thua, thắng 3, hòa 1. Đó là những gì mà người Đức đã làm được trong giải đấu năm nay. 9 bàn thắng, 1 bàn thua, toàn thắng cả 4 trận. Tây Ban Nha thậm chí còn có phần nhỉnh hơn cả tuyển Đức khi không để vượt 3 điểm bất cứ một lần nào. Đó là cách mà Tây Ban Nha và Đức thi uy sức mạnh trước đối thủ trước khi tiến vào cuộc đối đầu không khoan nhượng này. Có thể nói đây là một cặp đấu đầy duyên nợ. Giai đoạn hoàng kim trong thập niên trước của người Đức lẽ ra đã phải thành công hơn thế rất nhiều nếu như không có Tây Ban Nha cản đường bằng sự vượt trội hơn. Sau giai đoạn đó thì Đức và Tây Ban Nha đều gặp phải những khó khăn riêng. Đội thì sa sút nghiêm trọng, đội thì chết chìm trong lối chơi xưa cũ. Euro 2024 chính là dịp để Đức và Tây Ban Nha tìm lại những vết dấu của sự tiến bộ sau rất nhiều năm sa sút. Đó là lý do mà cuộc đấu này thêm phần đặc biệt. Trận hòa 1 đều trước Thụy Sĩ vòng bảng đã khiến cho người Đức vỡ lẽ ra được rất nhiều điều và ông Julian Nagelsmann đã tiến hành điều chỉnh một vài vị trí và vì thế nên lực lượng của tuyển Đức trong trận đấu sắp tới vẫn chưa thể đoán định được. Về phần Tây Ban Nha, chúng ta hãy cùng điểm qua tình hình lực lượng của cả hai đội trước giờ bóng lăn để xem thử ai sẽ là người thiệt quân trước giờ gờ. Đội tuyển Đức chuẩn bị bước vào trận tứ kết Euro 2024 với Tây Ban Nha với đội hình gần như mạnh nhất. Sự trở lại đáng chú ý nhất chính là việc trung vệ Jonathan góp mặt sau khi phải ngồi ngoài vì nhận đủ thẻ vàng. Tuy nhiên, sự thay thế Nico Schlotterbeck lại thi đấu quá tốt cho Đan Mạch. Trung vệ Borussia Dortmund chính là người trực tiếp kiến tạo với đường truyền dài cho Jamal Musiala ghi bàn ấn định tỷ số 2-0. Cho nên không quá bất ngờ nếu Julian Nagelsmann tiếp tục đặt niềm tin vào anh. Trong khung gỗ, Manuel Neuer vẫn sẽ là sự lựa chọn số 1. Án ngữ trước anh là bộ tứ hậu vệ bao gồm Joshua Kimmich, Antonio Rudiger, Jonathan Tah và Mittelstadt. Có thể sẽ có một chút sự thay đổi nếu như Đức muốn tăng cường khả năng tấn công nơi cánh trái bằng việc tiếp tục sử dụng David Raum thay cho hậu vệ Stuttgart. Ở hàng tiền vệ, bộ ba vẫn là sự kết hợp giữa Robert Andrich, Toni Kroos và Ilkay Gundogan. Florian Wirtz được hy vọng sẽ quay trở lại đội hình xuất phát bên cạnh Jamal Musiala. Với một đội bóng không quá chủ động phòng ngự như Thụy Sĩ hay Đan Mạch, việc Florian Wirtz với khả năng giữ bóng tốt hơn có thể mang đến sự cạnh tranh trước Tây Ban Nha. Kai Havertz tiếp tục là mũi nhọn của Damian Straub. Ngoài ra, cầu thủ dự bị như Laura Zane và Niklas Füllkrug có thể sẽ được sử dụng để tạo đột biến trong trận đấu. Có thể một đội hình quen thuộc như cái cách họ đã thể hiện trong vòng bảng sẽ quay trở lại. Đội tuyển Tây Ban Nha dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Luis de la Fuente cũng sẵn sàng cho trận đấu quan trọng này. Đội hình của La Roja dự đoán sẽ không có nhiều thay đổi so với chiến thắng trước Croatia khi cầu thủ đều đang ở trạng thái tốt nhất của mình. Sơ đồ 4-3-3 vẫn được lựa chọn cho trận đấu sắp tới trong khung gỗ. Unai Simon cùng khả năng chơi chân của mình tiếp tục bảo vệ mảnh lưới của Tây Ban Nha. Trước mặt anh, bộ tứ hậu vệ với Dani Carvajal, Lenormand, Emerick Laporte và Marco Correa sẽ là sự kết hợp với nhau. Ở phía trên, thi đấu thấp nhất hàng tiền vệ vẫn là ngôi sao số 1 đội bóng, Rodri. Hai cầu thủ thi đấu phía trước là Pedri và Fabian Ruiz. Đặc biệt là tiền vệ Paris Saint-Germain đang thể hiện phong độ khá xuất sắc. Tính đến thời điểm hiện tại, Fabian Ruiz đã có 2 bàn thắng bên cạnh 2 pha kiến tạo. Thi đấu cao nhất trên hàng công tương tự như Đức, Tây Ban Nha vẫn đang sống vào niềm cảm hứng của hai cầu thủ trẻ là Lamine Yamal và Nico Williams. Thi đấu cao nhất trên hàng công là đội trưởng Alvaro Morata. Trên băng ghế dự bị, Tây Ban Nha vẫn còn có những Ferran Torres, Dani Olmo và Mikel Oyarzabal. Họ đều có thể mang đến sự khác biệt mỗi khi cần. Tây Ban Nha và Đức dường như là hai đội bóng có xu hướng cực kỳ đối nghịch nhau. Một đội luôn muốn chơi nhanh, tốc độ và trực diện, trong khi đội bóng còn lại kiểm soát bóng làm tiêu chí hàng đầu trong chơi bóng. Ngược dòng lịch sử không chỉ khác nhau một chút về lối đá mà Đức và Tây Ban Nha thường xuyên kèn cựa nhau. Trong 26 trận đấu trong lịch sử hai đội, Tây Ban Nha thắng 8, Đức thắng 9 và hòa 9. Một tỷ lệ cực kỳ cân bằng, nhưng nên nhớ rằng Tây Ban Nha đã vượt qua người Đức trong hai trận đấu mà họ cần thắng nhất. Chung kết Euro 2008 với tỷ số 1-0 và bán kết World Cup 2010 với cùng tỷ số trên. Chính Tây Ban Nha là người đã kìm hãm và làm chậm quá trình giành cúp của người Đức đến tận 2014 và giờ đây người Đức đã sẵn sàng. Trong lịch sử đối đầu, Tây Ban Nha và Đức đã gặp nhau tổng cộng 25 lần với kết quả khá cân bằng. Tây Ban Nha thắng 8 trận, Đức thắng 9 trận và hai đội hòa nhau 9 lần. Một trong trận đấu nổi bật nhất là trận bán kết World Cup 2010, nơi Tây Ban Nha giành chiến thắng 1-0 nhờ pha đánh đầu quyết định của Carles Puyol giúp Tây Ban Nha tiến vào chung kết và sau đó là màn lên ngôi vô địch vô cùng cảm xúc. Trước đó tại Euro 2008, Tây Ban Nha cũng đánh bại Đức 1-0 trong trận chung kết nhờ bàn thắng của Fernando Torres. Có thể nói rằng đây là một cặp đấu vô cùng duyên nợ khi trong quá khứ, người Đức thường thất bại trước Tây Ban Nha ở những trận cầu định mệnh. Lần gần nhất mà Đức giành chiến thắng trước La Roja ở Euro đã diễn ra cách đây 36 năm. Trận đấu cuối cùng kết thúc với tỷ số 2-0, cả hai bàn thắng đều thuộc về huyền thoại Rudi Völler. Cũng chính Völler trong vai trò là giám đốc thể thao của Liên đoàn bóng đá Đức, mới đây đã có những phát biểu trấn an người hâm mộ khi đối đầu với Tây Ban Nha. Đội tuyển Tây Ban Nha luôn có cầu thủ giỏi trong đội hình.
Hiện tại họ còn có thêm hai cầu thủ chạy cánh rất nhanh, giúp lối chơi của Tây Ban Nha càng nguy hiểm hơn. Cả Lamine Yamal và Nico Williams đều rất giỏi trong những pha một đấu một. Nhưng chúng ta cũng có những cầu thủ tài năng không kém, Leroy Sané, Max Bayer hay là Chris Furyk đều là những cầu thủ có tốc độ và khả năng tạo đột biến cao. Nên nhớ rằng đội tuyển Đức còn có một trong những ngôi sao sáng nhất của giải đấu là Musiala. Chính xác thì đã từ rất lâu rồi, cỗ xe tăng Đức không thể giành chiến thắng trước Tây Ban Nha ở ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu. Cùng với phong độ thăng hoa của La Roja ở Kiro lần này, ngưỡng mộ Diamant Trap đang cực kỳ lo lắng về viễn cảnh mà đội nhà sẽ phải dừng bước trước đối thủ kỵ giờ này. Gần đây hơn hai đội đã gặp nhau tại vòng bảng UEFA Nations League vào tháng 11 năm 2020, nơi Tây Ban Nha tạo ra một chiến thắng ấn tượng 6-0 trước Đức, đánh dấu thất bại nặng nề nhất của Đức trong một trận đấu quốc tế chính thức. Trận đấu đó chứng kiến cú hat-trick của Ferran Torres và sự thống trị hoàn toàn của Tây Ban Nha về mặt chiến thuật và thể lực. Tại World Cup 2022, hai đội lại gặp nhau trong một trận đấu vòng bảng kịch tính, kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Alvaro Morata ghi bàn mở tỷ số cho Tây Ban Nha trước khi Niklas Füllkrug san bằng tỷ số cho Đức. Trận đấu này không chỉ mang lại điểm số quý giá cho cả hai đội mà còn thể hiện sức mạnh và sự cân bằng trong lối chơi của cả hai đội bóng. Từ những trận đấu này có thể thấy rằng các cuộc đối đầu giữa Đức và Tây Ban Nha luôn rất căng thẳng và không dễ dàng dự đoán. Cả hai đội đều có lối chơi tấn công mạnh mẽ và phòng ngự chắc chắn, tạo nên những trận đấu hấp dẫn và đầy kịch tính. Mặc dù Đức có phần nhỉnh hơn về số trận thắng tổng cộng, nhưng Tây Ban Nha lại có những chiến thắng quan trọng trong các trận đấu lớn. Quả thực, đây là một cặp đấu rất khó đoán. Đó là những thông tin cần thiết nhất để giúp các bạn có thể đưa ra những dự đoán chính xác nhất. Vậy thì những chuyên gia nước ngoài họ đã dự đoán như thế nào cho cặp đấu này? Liệu rằng Musiala, Florian Wirtz có tỏa sáng rực rỡ hơn so với Yamal, Nico Williams hay không? Chúng ta sẽ cùng lắng nghe ý kiến của họ, những người hiện đang nắm nhiều thông tin hơn so với chính chúng ta. Trận tứ kết giữa Đức và Tây Ban Nha tại Euro 2024 đang nhận được nhiều dự đoán khác nhau từ các trang web thể thao và các chuyên gia. Theo thống kê từ những phân tích viên của các trang web uy tín, trận đấu này được coi là khá cân bằng với chút lợi thế nghiêng về phía Tây Ban Nha. Theo Fox Sports, Tây Ban Nha và Anh hiện là hai đội đồng hạng được yêu thích nhất để vô địch Euro 2024, với tỷ lệ cược cho Tây Ban Nha là 4,5, tức đặt 10 đô la Mỹ sẽ thu về 45 đô la Mỹ tổng cộng. Trong khi đó, Đức được đánh giá thấp hơn một chút với tỷ lệ cược là 6, tức đặt 10 đô sẽ thu về 60 đô la Mỹ tổng cộng. Trang thống kê Opta cũng đã sử dụng siêu máy tính để dự đoán kết quả của các trận đấu tại Euro 2024. Theo đó, Đức có tỷ lệ thắng trận đấu này là 35%, trong khi tỷ lệ thắng của Tây Ban Nha là 40% và khả năng trận đấu kết thúc với tỷ số hòa là 25%. Điều này cho thấy trận đấu rất cân bằng và có thể phải kéo dài đến hiệp phụ hoặc thậm chí là loạt sút luân lưu để phân định thắng thua. Một số chuyên gia khác cũng đã đưa ra nhận định của mình, chẳng hạn tờ Sportmo. Các chuyên gia đã chỉ ra rằng Tây Ban Nha có một đội hình trẻ trung và đầy sáng tạo, trong khi Đức lại có lợi thế về kinh nghiệm và lợi thế sân nhà. Tuy nhiên, họ cũng nhấn mạnh rằng phong độ của Đức trong các giải đấu quốc tế gần đây không thực sự ấn tượng, và điều này có thể là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến kết quả ở trận đấu. Các nhà phân tích của 90 phút cũng dự đoán rằng Tây Ban Nha sẽ có cơ hội tốt hơn để giành chiến thắng nhờ vào lối chơi kiểm soát bóng chắc chắn và khả năng tấn công sắc bén từ cầu thủ như Pedri, Rodri và Alvaro Morata. Tuy nhiên, họ cũng cảnh báo rằng Đức không phải một đối thủ dễ bị đánh bại và sẽ rất nguy hiểm trong các tình huống phản công. Tóm lại, mặc dù Tây Ban Nha được đánh giá cao hơn một chút nhưng không thể coi thường Đức với kinh nghiệm và sự hỗ trợ từ khán giả nhà. Trận đấu này hứa hẹn sẽ rất căng thẳng và quyết liệt, và bất kỳ kết quả nào cũng có thể xảy ra. Chúng ta đã đi qua tâm điểm về lực lượng, câu chuyện đối đầu trong quá khứ cho đến quan điểm của những chuyên gia uy tín hàng đầu cho trận đấu trên. Đội nào giành chiến thắng vẫn còn là một ẩn số, nhưng tôi chắc chắn với các bạn rằng đây có thể sẽ là trận cầu đáng xem nhất Euro với những kịch bản điên rồ nhất có thể xảy ra.